Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Hừm. Cho rằng trừ khử những hào ảnh âm dương này thì có thể đối phó được với ta hay sao? Đó chẳng qua chỉ là tầng thần thông đầu tiên của âm dương hóa thể mà thôi. Âm dương hóa thế, đại pháp này mỗi lần thi triển, mỗi một tầng sẽ tổn thất gấp đôi với bản thân. Không ngờ tên tiểu tử này lại có thể ép mình thi triển ra tầng thứ hai. Âm dương sinh diệt kiếm. Âm dương sinh diệt kiếm này có thể cắt đứt tuần hoàn của sinh, trụ, dị, hỏa. Cái gọi là chân lý âm dương hỗn độn này diễn dịch đến giới hạn. Cho dù là sen đỏ có thể thiêu cháy tất cả năng lượng, có thể thiêu cháy tất cả năng lượng cũng đủ để chém đứt. Ta xem ngươi lấy cái gì ra để chặn được kiếm này của ta. Mỗi một lần đụng chạm kiếm với tên tiểu tử này, chân lý âm dương hỗn độn sẽ mờ nhạt đi không ít. Đạo uẩn do hoa sen đỏ và tiểu tử này nắm giữ sau khi hỗn hợp lại, khó mà chặn lại được. Nếu cứ tiếp tục va chạm như vậy, âm dương sinh diệt kiếm sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh tàn. Đấy nà, nữ đồng mắt xanh đem năng lượng hoàn toàn ngưng tụ lại, có thể khiến cho năng lượng rơi vào trong nhiệt độ thấp tuyệt đối. Hiên kiếm giúp ta. Thanh kiếm đó ta chưa bao giờ thấy thiên kiếm có bảo vật như vậy. Kiểu này nghĩa nào cũng là một kiện chí bảo tín ngưỡng. Thứ ảnh kiếm trong tay của La Trinh đã rất lợi hại rồi, có thể va chạm với âm dương sinh diệt kiếm của mình. Nhưng kiếm mà thiên kiếm lấy ra còn bất phàm hơn là cả La Trinh. Thiên kiếm, người và ta liên thủ đánh chết tên tiểu tử này, đem cơ thể chân ma từ trên người của hắn cướp đoạt đi. Lúc đó hai cơ thể chân ma hợp thành một đều cho người. La Trinh, đại hạn của ngươi sắp đến rồi. Thiên kiếm, ngươi đây là có ý gì? Lẽ nào sợ hãi của Thái Thanh là thật hay sao? Chúng ta lập trường không giống nhau. Lập trường gì? Đông Phương Thần Quân ta không đối xử bạc bẽo với thiên kiếm người, thậm chí là còn hơn cả Thái Thanh. Ta không phải tên là Thiên Kiếm. Tên của ta là Hoa Thiên Mệnh, đến từ Vũ Trụ Đại Diễn. Vũ Trụ Đại Diễn? Cũng là do La Tiêu bồi dưỡng ra sao? Đúng. La Tiêu đúng là biết tính kế thật, đã chết lâu như vậy rồi còn có thể tính nên trên đầu của lão phù. Cẩn thận. Kỳ chính chi nồi, có thể phá. Đây là phạt nồi ở trên băng đá thống ngự. Đừng quên rằng còn có ta. Cái gì? Hàm Thanh Đế? Đừng né, ta vẫn chưa xem đủ đâu. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi, đúng, là lên kết thúc rồi. Thiên địa là lờ, âm dương là than, vạn vật đều là đồng. Ta là tượng công, luyện. Hư không, đang còn chuyển động. Hắn đây là muốn đem cả hư không luyện hóa luôn hay sao?